thì chắc mình sẽ làm một vài điểm nhỏ nhỏ vậy về cái chương cấp cứu nhé, cấp cứu để cho mấy đứa ôn bài lại cho tụi con xuống câu nhớ một bài. Thật ra mỗi bài nó nằm lại nó có chút xíu à, thì nếu như mà mình có thể cái chuyện khó mỗi bài cái ghi chú lại những cái đấy quan trọng, cái lúc mấy đứa mà đi năm hàng á, mấy đứa cứ lấy nó ra cái tinh thần nó mới học mà nhanh. Thôi bài nhanh hơn mình làm nhanh hơn, còn có thì người ta điều chỉnh dễ hiểu. Hỏi từ sắp không vệ thôi nhé, sắp phản vệ không còn không? Sắp phản vệ những cái máu chính mình điều trị cho nhé. Sắp phản vệ là tương đương với phản ứng phản vệ rồi mấy nhé? Độ 2, độ 3. Độ 3, phản ứng phản vệ như là 4 độ nha. Độ 1 là biểu hiện ở những chức năng da mà mình đi không có những cái cường đề nha. Độ 3, phản ứng phản vệ đây. Độ 2, nhiều hơn cái da đúng không? Nó sẽ có các cơ khác, như mình thấy mình ngồi dưới cái gì đó ngoài cái da, ngồi gì đó biết đó. Mình bị có thể là mình khó thở đúng không? Khó nghè, rồi có thể bị đau bụng, tiêu chảy nói gì đó. Đúng không? Nếu mà nặng hơn chút thì là cơ tim mạch thì mình tim nhanh, nhưng mà độ 2 thì chưa có sốc, cho nên là cái độ sốc là độ 4, độ 3. Tim mạch nhưng mà độ 3 là chưa có sốc, còn độ 2 thì là tim nhanh rồi. Cái áp lạc gì thôi. Rồi gì nữa nè, độ 3 là gì cũng sốc, còn gì nữa. Khó thở mà nặng lên, khó thở là vậy sống như còn nghe nó rít ghé luôn, thở rít thỉnh thoảng nè. Độ 4 là ngưng tim thở, nó có ngưng độ, và thường cái độ mình hay xử trí mà lâm sàng là độ từ độ 1 tới độ 3, còn mà cái đứa để tới độ 4 lên mình chú ý là độ 4 ngưng tim thở là mình xử trí như là một ca ngưng tim thở. Quên nhớ A rồi trước, A rồi là số 1, sau đó là từ từ nhớ mấy thằng khó linh tinh vô.
còn tiêu quyết đúng không, cái thân mình vậy thôi. Còn mấy cái nặng hơn nữa khi mà xài cái bát ra thì đương nhiên lúc sau mình thấy từ từ mình bắt đầu được, nghĩa là lúc đó có thời gian đi làm mà cái gì cần nhớ là mình nhớ liền. Cho nên đi học thì cứ mỗi mốt mà phải đi ra đi làm sàn mà mình gặp một ca như vậy thì sao, cái đứa nhớ cái mức chính sử được là giỏi lắm nha. Còn cái gì cao cấp hơn từ từ mình học không gấp, đọc bài cũng đọc thuận. Rồi ba bài chẩn đoán và điều trị ngộ độc có phò cơ. Bài này là một cái bài nói chung cũng khá có ích cho mấy đứa khi đi làm sàn, tại vì nếu như mấy đứa trực ở cấp cứu hoặc là hồi sức mấy đứa gặp mấy cái ca ngộ độc cũng nhiều. Ngộ độc sẽ thường rơi vô cái đám gì, một là mấy đứa nhí là do uống được bậy được bạ, lỡ uống hay dạ dột không biết thì uống. Còn cái đáp gì mà ngược lại là cái đáp gì em nó cũng thích thôi nha, nó cũng thích không có người lớn nha. Cái đáp ngược lại là gì, không có nhí thì cũng lắm gì tiên đúng rồi, cái đáp mà tiên đó là cái đáp mềm mét nổi á, sao cái đáp này không nổi nè. Nói chung là hay thường điều hóa vấn đề trên cái chuyện nó bị là nghiêm trọng và nó thấy thì cũng lớn ra sao, ví dụ như cái gì tiên là giận bạn ta một cái mà bà đi thăm gì đó nó áp lực gì đó nó rồi là giận nhau nha, có nhiều đứa thì gặp giận nhau mẹ ông bà ha, cái nhận cố cố sao rồi thì đứa coi nè, bài ngộ độc nó sẽ tuân theo cái bài thích hợp, mình học bài ngộ độc nó có sự chế chua, có giải nước ngọt nó nhớ không lại chỗ luôn. Sự chế chua của ngộ độc gần cái gì, khi mình ngộ độc cái gì vô thì phải làm sao, làm sao mình đào thải ra một cách nào lấy nó ra nước bằng làm gì, rửa dạ dày đúng không, rửa dạ dày nhớ là gì, rửa dạ dày có hiệu quả trong vòng bao lâu. Cho cái lúc này tôi nghe em uống mình để cho cả ngày trời là có chút rơm mình đúng không, mình rửa cho cái quả rồi đó. Rồi có thể diện vàng đó là nó tiếp tục một, cho nên bạn hỏi khi mà mình đến một ca khai ngộ độc, khi ngộ độc mình hỏi ta là gì, có bạn thời gian mà mình ước lượng là bao lâu, ước lượng thôi chứ có khi nó tự tử ai biết, nó khai sao biết, nhiều đứa nó tự tử đó, nó cố tình nó giấu nó uống cái gì nó nghĩ là không trả lời nha, cô hai đứa đó đời khó. Rồi đương nhiên những ca nào mình không biết nói thời gian kệ là cứ rửa dạ dày, rửa dạ dày là một cái là mình gọi là đào thải chất độc ra, thứ hai là làm gì chung hòa hấp thụ, nó nhớ có mấy cái nhớ nhớ luôn nha, một là đào thải, hai là chung hòa hấp thụ là bằng cái bằng thang hoàng để mình lấy vô, nếu mà nó hấp thu với cái chất độc rồi nó kéo theo ra ngoài mà người tiêu hóa mình nó đi cầu, nó sẽ đi cầu ra ăn hơi màu đen đi ra ngoài, nó nghĩa là nó kéo mấy cái chất độc ra rồi chung hòa hấp thụ rồi thải độc ra chung hòa hấp thụ là rồi tới tiếp theo là gì, hàng đầu luôn em quan trọng luôn là chất đối kháng, chất đối kháng thì tùy vào độc gì thì xài chất đối kháng đó. Rồi sao gì đó mình tăng thải ra bằng đường gì, đường tiết niệm, thậm chí như một số thuốc đó, dùng một số chất nó có thải qua đường thì mình sẽ cho dịch nhiều vô để sao mình sẽ muốn mục đích là mình tạo một điều gì mà kéo cái chất độc ra luôn, nhưng mà không phải thằng nào cũng được thải qua đường nhớ mấy đứa, cho nên cái chuyện đó nó chỉ là một số thôi, nhưng mà những cái căn bản hay làm cái gì là đào thải chất độc ra bằng rửa, rửa đại dày là một là trung hòa hấp thụ bằng thang hoàng, thứ ba là cái cố gắng ba cái chính thì thải, thì trong các bài của con cơ nó cũng tương thêm từ từ như vậy. Tôi học bài đọc bài cho đọc para của cuộc thông tin đó, nhưng mà cái chất đối kháng và video cái bài chẩn đoán điều trị ngộ độc không có cơ. Rồi bài này tại vì nó liên quan tới cái hệ thống thần kinh phó giao cảm, mấy đứa nhớ hệ thống thần kinh thực vật của mình là có mấy cái giao cảm và gì là phó giao cảm đúng không, mà giao cảm và phó giao cảm thì cô nhắc lại một tí về cái phần sinh lý mà nó mới học, tại vì nó liên quan thôi, chứ nói không sao cái này tới lúc sau nó không kịp nữa, chú ý nghe nha, tại mình quên cái này tới lúc sau nó cái chất gì không kịp nữa. Mấy đứa nhớ cái cấu trúc của một cái neuron thần kinh không, cái này là cái gì vậy, cái hình sao sao nó có cái sợi dây gì vậy, đó là neuron đó, mấy đứa tế bào neuron thần kinh của mình là nó có hình sao đúng không, có cái nhân thần trọng ở giữa, có một cái sợi ruột, một cái cọng dây đuôi rất dài ra đó, và nó tiếp theo nó nối với nhau là một cái tế bào khác. Rồi mình coi nè, định nghĩa synapse. Synapse là nơi mà giáp giữa hai cái neuron thần kinh, hai tế bào thần kinh nha. Nên là hai cái tế bào thần kinh dễ là một là cái synapse, cái tiếp là một cái giáp này nè. Là tiếp giáp giữa hai tế bào thần kinh, hoặc là gì? Hoặc là một cái tế bào thần kinh với một cái kết nối thần kinh cơ, nghĩa là một cái cơ quan tính. Tại vì sao? Ví dụ nha. Một là não mình, tế bào nó dẫn chuyển được chuyện, các tế bào dẫn chuyển nhau xong mình phải đi đến một số chuyện như cái cuốn cỏ cái tay lên dơ tay lên điện lên trong cơ phải gì, cơ cái bụng cẳng tay cái tay mình phải sao, phải co đúng không, co thì ví dụ phải có tế bào cho nó thần kinh nó di chuyển, nó còn nó truyền cái tín hiệu xuống cơ của mình,
thì em nói là nhìn lên đâu mà đi xuống lên, nó cũng là một cái gọi là cái sinh áp nha, là một sinh áp, hiểu được này nha. Sinh áp là hai cái kết nối giữa hai tế bào thần kinh hoặc là tế bào thần kinh với cái cơ gì đó. Rồi dẫn truyền qua sinh áp thì có cái đặc điểm gì của các bạn, nhưng mà mỗi các bạn có nhiều khi mà một cái tế bào thần kinh của đứa nó bị kích thích thì nó làm gì? Tế bào nó tưởng tượng cái xung động này nó truyền dẫn truyền đi đó, đi qua cái thằng tế bào thần kinh khác để mà kích thích đó, nó thông qua gì? Làm cho cái túi acetylcholine là cái túi trong cái này, này. Nhìn thấy được không? Không có không đủ luôn. Nó dẫn truyền, và khi mà nó dẫn truyền thì cái xung động nó sẽ làm cho cái túi chứa cái chất acetylcholine nó được phóng thích ra. Phóng thích ra thì nó sẽ đến cái khe sinh áp, nghĩa là phía trên thì đặc điểm lần này là cái nơi trong thần kinh, nơi trên nha, nơi trong thần kinh đầu tiên là tế bào thần kinh nó đang dẫn truyền đó. Ở dưới là gì, là một cái tóc cơ mình, nghĩa là ảnh dụng như là não chỉ huy xuống cái tay bây giờ là thì thằng não cái nơi trong thần kinh nó đi chạy vòng vòng đây và nó tới gì, nó chỉ huy cho thần cơ thì nó không chỉ huy được, nó thông qua một cái quá chất đó là acetylcholine, nó không thích ra thì nó làm gì, nó phân hủy, nó bị cái men là acetylcholine nó ra nè, con xin nói acetylcholine nó sẽ tác động lên cái cơ của mình nha. Acetylcholine là qua cái sinh áp tiếp xúc với cái receptor ở cái màng ta sinh áp, dường như là cơ của mình như tôi nói đó, thì nó gây tự lực và nó gây co cơ, nghĩa là co cơ là do cái quá chất tự nhiên đó là acetylcholine nha. Nhưng mà sau khi mà tự lực xong rồi, nghĩa là nó, cái chất này là nó có mặt tính xong rồi, tác động lên cái cơ này rồi, gây co cơ xong rồi thì nó có co lại. Khi mình co thời gian thì ví dụ nó có cơ thì tự động nó cũng sẽ gì, à cái men này là acetylcholine ethylene nè, tự động nó sẽ phân hủy acetylcholine thành gì, acetylcholine, nghĩa là cái chất này nó sẽ nhờ cái men này nó phân hủy ra mà mình có thuốc tự lực, mình không co cơ nữa nha. Nhưng mà gì đây, trong trường hợp khi mà có ngộ độc phốt pho hữu cơ chuyện gì xảy ra, nói cho coi nè, phốt pho hữu cơ thì nó gắn với cái thằng men nha, đây nè, cái này là acetylcholine là cái chất làm cho gây con cơ, hiểu hôm nay là vậy đi nha, gây con cơ. Nhưng mà khi mà con cơ xong thì nó phải được phân hủy đi để nó đừng kích thích gây con cơ nữa. Nhưng mà phốt pho hữu cơ thì nó có đặc điểm là gì, gắn rất là bền vững với thằng này nha, gắn thằng này làm cho thằng men này sao phối hợp với acetylcholine ethylene, nghĩa là có phốt pho gắn với men là một thành phức hợp rất là bền nha, cho nên là nó không phân hủy được cái chất này mà gây con cơ với nó, men bị bất hoạt nha. Rồi cái men này á nó bị gắn kết rồi, cho nên là mình muốn tạo men mới thì là phải đợi cơ thể sản xuất, đúng không? Sự sản xuất này là rất là chậm nha, nó ra đây là có khi hàng tháng luôn, cho nên là cái chuyện men ngộ độc một lượng lớn có phốt pho vô hiểu được không? Dù như cái thằng mà sản xuất mới đó nó rất là chậm rồi, nhưng nhiều khi nó chậm nó còn vô luôn vì nó có cơ mà nó dư thừa thấp chưa tiết nữa, cho nên là con như là nó chẳng có tác dụng là hủy cái thằng acetylcholine nữa, cho nên cái thằng hủy gây con cơ nó sao, nó tích tụ kẹt luôn, kẹt nhiều nên bất thường. Rồi cho nên là nó sẽ làm gì, nó sẽ tích tụ ở cái hệ thống, thứ nhất là hệ thống giao thoa thần kinh giao cảm của mình nè, rồi ở thận giao cảm và cái chỗ cơ vận động, và ở cái đồng ở thần kinh trung ương, nghĩa là ba cái chỗ này là chỗ acetylcholine bình thường có hoạt động không đó, bình thường có hoạt động nhưng nó phải được hủy. Nhưng mà bây giờ nó được hủy không, nó không được hủy nên nó cứ còn hoài, còn đồng độ nó cứ còn nhiều nhiều ngoài thôi, cho nên nó sẽ gây bệnh lý của mình. Còn một lát bệnh lý gì thì nó sẽ đi qua ba cái hội chứng do ức chế men polycythemia, nghĩa là không một cái men này không, nghĩa là không có hoạt động, đúng không? Cho nên là thằng acetylcholine nó cứ ra ngoài, cho nên nó sẽ tạo ra ba cái tác dụng lên cơ thể của mình, nó tương ứng với ba cái này, đã có đối giao cảm cho mình thương thương và lên tổng thống. Ủa mà mấy đứa nhớ hệ giao cảm sẽ có những thằng thể học bài này liên quan tới hai cái hệ thống thần kinh của mình, phải nhớ cơ chế, nhớ là nó tác dụng như thế nào mình mới nhớ bài được. Họ có cái cô đọc cái lúc đi cơ em hỏi cái này, hỏi được tự nhiên chắc nha. Giao cảm và hệ phó giao cảm là hai cái tác dụng phải cùng nhau, đúng không đó? Ví dụ đối với tim mạch thì giải nhiều nhất tim mạch thì cái hệ giao cảm nó làm cái vai trò gì, nó làm cho nó kích thích cái giao cảm thì làm cái gì lên tim và mạch phải không?
ăn cái gì? Tăng tim, tăng nhịp tim, tăng cái gì nữa? Tim tăng huyết áp, tăng sức cơ bắp cơ tim. Đương nhiên này, tăng nhịp tim và tăng huyết áp, tăng sức cơ bắp cơ tim đương nhiên dẫn tới tăng huyết áp xuống không? Nhớ được thì em một rồi tim sao nữa, rồi tim ra nó sẽ tiến tới một cấp thì cái hệ giao cảm có làm gì? Giao cảm thì nó nhớ cái hạt thuốc mà sao cô tôi nói nước ngọt hồi sáng và cái gì thế đó. Sao cô tôi nói là một thuốc đồng đại loại là kích thích giao cảm đó, thì kích thích giao cảm cô tôi nói nó gây cái gì trên hệ thống mình nhá? Nó gây giãn các cái phế quản, giãn các phế quản của mình khác, có khi nó gây thêm các dịch vụ đó là luôn và có thể còn ở cái chất lượng đó là tăng nhịp tim chứ ha, có thể khác tăng luôn đúng không? Đó là kích thích giao cảm đó. Rồi câu cách là giảm phế quản. Rồi chị nói sao? Đối với đường tiêu hóa, đường tiêu hóa là cơ trơn, những cái cơ trơn đường tiêu hóa, những cái cơ trơn cơ bọc á, mấy đứa hiểu cơ trơn cơ bọc khác nhau chỗ nào? Cơ trơn là những cái cơ mà mình không có lưỡi, mình không có điều khiển, không? Còn những cơ vân, ví dụ như là những cái cơ mà mình co, nghĩa là có cơ mà mình có thể mình chạy nhảy như vậy đó, đi lại đó, cái co ở góc như là cơ đùi như vậy của mình, những cái cơ giúp mình như vậy thì mình chủ động mình điều khiển được đó là cơ vân. Những cái cơ không điều khiển được, ví dụ như là cơ ở tim, ở bàng quang, ở đường ruột, cái nó có muốn cái gì nó tập vào hết, nó có thể không? Nó có được đâu, không nghĩa là mình không điều khiển được những cái cơ trơn. Thì trên cơ trơn thì đối với có giao cảm nó làm gì? Ủa, cô đem có giao cảm nè. À, đối với giao cảm thì làm gì? Khi mà mấy đứa dùng này, mình nhớ cái là mặc dù mình thi cử mình lo lắm, còn ngồi mệt quá. Tăng lượng ruột. Lãng ngang trong những trường hợp ví dụ như khi lo lắng quá, có khi là mình ngược lãng ngang. Không, cái này nó hơi bình thường. Mình sẽ bị gì? Cái lúc mà mấy đứa được nói là đi tiêu chảy nó buồn là nó thuộc của giao cảm. Cái thằng giao cảm nó là gây khô, gây giảm tiết nha. Giảm tiết và gây co thắt cho nên nhiều khi là bị bó, là bị bó của cái thằng mà ngay mà cái thằng bị đau bụng thì chạy mà mình không đi thi mà họ là có giao cảm lắm, có giao cảm cho nên thằng giao cảm là gây nó giảm tiết dịch, nó táo bón và nó không tiết tăng cái dịch nên nó ngược lại là có giao cảm là sẽ tăng cái dịch và tăng nhu động. Rồi gì nữa, ở tiêu hóa và cơ trơn đó, tiểu thì ngược lại nó giảm quá nó sẽ gây đi tiểu là gì nữa ta? Con hấp thì phải hàng đồng tử, cái giao cảm của mình, cái thích giao cảm với đồng tử mình sẽ giảm ra, đồng tử giảm ra. Rồi ngược lại, có giao cảm sẽ suy ra ngược lại, có giao cảm kích thích, có giao cảm sẽ co đồng tử, nhịp tim chậm, cái cấp tụ, giảm sức cơ cơ tim, rồi co thắt tới cái phế quản, rồi tăng tiết dịch đường ruột kia đó, tăng co thắt động ruột, các cơ trơn, rồi gì nữa ta? Sơ sơ một chú ý đó. Bây giờ mình sẽ quay qua cái câu này. Tác dụng khi mà cái là cái đứa hiểu không nha, em có con hữu cơ khi mà nó ức chế cái men đó, nó không có hủy được acetylcholine vô tình là nó làm gì? Nó giống như là từ có giao cảm gì? Acetylcholine cái chất có vai trò nó giống như là có giao cảm. Nó gây ra ba cái hội chứng sau đây. Tác dụng của mucinex là cái hội chứng đầu tiên, nó sẽ thấy là mucinex nó sẽ tác động lên chủ yếu là các cái cơ trơn tim và các cái tuyến nha. Rồi tác dụng của mucinex thì nó sẽ chủ yếu lên các cái hệ cơ. Nhớ nghe này, hồi nó liên quan tới triệu chứng của bệnh, một lát tôi sẽ nói lại cho quý vị hiểu hơn. Nhớ nghe, mucinex là liên quan tới cơ trơn, ví dụ như cái đường ruột, tim kia đó. Còn acetylcholin là nó sẽ lên tâm vận động cơ, nghĩa là lên hệ cơ của mình. Hiểu nông nam là gì? Cơ thì có cái mấy cái cơ hô hấp không, hoặc là mấy cái cơ co cơ này kia, cái cơ tay chân của mình. Rồi tác dụng lên thần kinh trung ương là lên trung ương hấp này kia đó nha. Rồi đó là ba cái tác dụng và họ sẽ có ba cái hội chứng tương ứng luôn. Đi từ từ đi, một hồi nói lại chứ sẽ rõ một tí. Cái tác dụng của mucinex nó sẽ được trung hòa bởi thằng atropin này nè. Còn ngược lại, tác dụng của nicotine nó sẽ ít chịu ảnh hưởng của atropin mà sẽ chịu ảnh hưởng của thằng oxin mà mình hộp sẽ có thuốc gọi là thuốc pha ở dưới phòng điều trị á. Cô nhắc này để hỏi đứa nào nó không sẽ hiểu là atropin và tại sao lúc thì thằng atropin lúc thì thằng pha là như vậy. Tác dụng đến thần kinh trung ương thì là chịu ảnh hưởng của atropin nhưng mà ít tác dụng của ba oxy. Nghĩa là gì? Thằng mucinex nha, nó chịu tác dụng của atropin, còn nicotine thì là chủ yếu là thằng ba.
còn thằng thần kinh trung ương á thì lại chịu ảnh hưởng của adrenaline nhiều hơn. Cuối cùng là chủ yếu là nicotine sẽ chịu ảnh hưởng của ma phải, còn ăn còn lại là adrenaline. Rồi mình mới đi vô xong cái phần cơ chế cái tỉnh nữa, tới xâm nhập nè. Đường xâm nhập của các con hữu cơ, mình thấy là các con hữu cơ là xuất đường sâu thì rất là nhiều đường, em có thấy là qua da tim mạch rồi đường tiêu hóa da đều có thể gặp hết, hoặc là đường hô hấp thì mình thất bại cũng bị luôn. Trong nãy giờ cái ba hội chứng hấp hút canxi, nicotine với thần kinh trung ương thì cái hội chứng mà gọi là luôn luôn đa số là sẽ gặp một vài là hội chứng trung thành á, đa số em sẽ gặp đó là canxi là liên quan tới gì cơ trơn nha. Cả ba hội chứng nếu bị một bệnh nhân mà bị liên quan chứng sẽ gặp nó khoảng 17%. Rồi triệu chứng là gì đây, triệu chứng của cường vô ly là nhau chứ là cường có nhau cả nha. Nãy cô nói rồi nha, bài ngộ độc có con cơ là giống như là một cái tăng cái hoạt động của cái khó nhập cảm trong cơ thể mình. Hội chứng Muscadine tăng tiết nha, co thắt và tăng tiết. Ví dụ co thắt ở đường hấp thì nó có các cơ trơn đường hấp, bệnh nhân sẽ biểu hiện là khó thở, có thể có ra rít ra ngáy giống như bị xuyễn vậy đó, thấy không? Xuyễn là do co thắt khiến các bạn có cái đứa. Còn là cường có nhập cảm nó cũng gây co thắt khiến các bạn đã cung nó mấy đứa rồi thì nó sẽ gây là nó rất là ngáy. Rồi đối với tim mạch thì sao, nhịp gì, nhịp chậm, phải không? Phải nói nó khó do cảm sẽ làm nhịp chậm với áp lực đúng không? Rồi tăng tiết sẽ gây tăng tiết nhạt nhớ thì kia đó. Rồi tiêu biểu không tự chủ là biết nó hiểu được hay không, hiểu được không? Bài này nó dính cơ chế gì nữa không nắm cơ chế bắt đầu khi chơi chịu chứng rất là rõ. Cho nên hãy cố nhắc đó, khó nhập cảm đối với cơ trơn nó sẽ làm tăng tiết nhớ gì đi, tăng tiết cái đâu lắm, nếu mở đường hấp là tăng tiết nhà nhớ, còn nếu như mở đường ruột mình sẽ làm gì, tăng tiêu độc ruột thì dễ bị gì tiêu chảy, hoặc là tiêu biểu không tự chủ gì đó thì không đau như vậy nha. Lúc đó đọc thì chúng mình sẽ hiểu là nó nằm trong một cái thuốc đi đầu tiên nó chứ rồi. Rồi tăng tiết là con thắt cơ trơn ở đường nó, rồi giờ đường muốn hấp là làm gì, con thắt quá thì sẽ sao? Là đương nhiên là bị khó thở là do gắn khí quyển mạng thế thôi. Ở đường muốn hấp cơ trơn rất là con thắt, còn các hàng quỷ là ở đối với đường ruột thì nó phải là tăng tiết và tăng lưu động ruột thành đường ruột nha. Ở phổi thì lại con thắt khí quyển, tim thì nãy là nhịp tim chậm đúng không, nhịp tim chậm có thể giảm cơ bắp của tim luôn, có thể cũng có thể có giảm. Tới cái hội chứng tiếp theo là nicotine là liên quan tới nãy nói rồi, nhưng mà tới những cái kia là cơ trơn đường ruột được nhiều khí tim kia, còn cái này là đâu, này là lên tới cơ nhớ nghe. Nicotine là liên quan tới cơ là nó sẽ biểu hiện là co giật cơ, co rút co liệt gì đó, và co cả co cơ mà co nhiều khi co kéo dài cả cái cơ nó của mình luôn, cơ mạnh chẳng hạn thì sao, co mà co lâu quá thì cái cơ nó bị gì, cái đuối nó đờ nha, mà không phải là co gì là nó sẽ mở tốt không, phải có co mà nó có nhẽ ở đây, còn này nó co nhé, nó sẽ gây ra gì, có thể là liệt cơ thấp luôn nha. Nè, đi qua dụ nha, mấy cái nhân đi cô tin là đi qua cái hệ cơ là trong đó có cơ rất cơ mạnh, hoặc là co giật tay chân đúng không, co cọc co cứng đó biểu hiện co giật. Rồi cái hội chứng cuối cùng là hội chứng thần kinh trung ương là liên quan tới ức chế thần kinh trung ương nè, là liên quan mình nhớ đi, ức chế thần kinh trung ương là liên quan tới mắt còn đại não mình nghe, là sẽ biểu hiện là rối loạn nhận giác hôn mê nha, nặng nữa là ức chế luôn các cái trung hô hấp thì đương nhiên bệnh nhân bị gì, trung hô hấp thì bệnh nhân sẽ bị suy hấp nặng, còn ức chế trung tâm vận hạch luôn thì nó bị gì, nó bị sốc nha. Nói chung bài này nếu nắm cơ chế một tí có thể ngồi nhớ bài được, còn nếu không thì cái đứa sẽ cái lúc đi làm thì cái đứa sẽ lọt cái đồ ra mà không hiểu cho lắm được tại sao nó như bài như kia, thì đương nhiên lúc đó mình coi bài mình vẫn làm được sự trí được, nhưng mà chắc chắn là cái đứa sẽ không bằng một cái đứa mà nó hiểu cơ chế, nó sẽ biết tại sao tại này tại kia thì thôi. Còn nắm cơ chế thì nãy giờ nó rõ nha, không có cách nào chứ. Cho nên nhiều khi mấy đứa học sinh lý nó quan trọng là vậy, nó chứng tế còn rồi diễn biến của một cái trường hợp ngộ độc cấp hồng cơ mình thấy là gì, cường vô ly nghĩa là cái biểu hiện là cái hội chứng đó nó sẽ xảy ra sớm khoảng 12 giờ sau khi ngộ độc nha. Hội chứng là biểu hiện hội chứng của canxi là sớm nhất và là hội chứng trung thành nhất trong các trường hợp ngộ độc cấp
họ cần, trong khi nicotine và một cái nicotine luôn có ngang cạnh có cao, còn hàng thuốc cho nít luôn luôn có, rồi đa số 50% tử vong. Nguyên nhân gây suy hấp 50% tử vong là do suy hấp, và suy hấp là vừa nặng là do việc tăng tiết hoặc cái quản này có một nhân tiện cơ hấp tăng tiết hoặc các cái quản là của thành phần chính trị là cuốn cho nên đúng không? Cái liệt cơ hấp này lại liên quan tới phần chính trị nicotine cơ là nhớ nha, liệt cơ cơ hấp cơ hoạch của mình nào. Rồi ức chế của trong hấp này là liên quan tới chính trị và cơ thể trung. Rồi về mặt xét nghiệm thì nói là không nói trong đó thì cần được tính tùy có con cơ trong dịch dạ dày còn là định lượng cái men acetin nicotin thứ ba. Cái men này nãy nói rồi, nó sẽ phân hủy cái thành và gây con cơ đúng không? Bây giờ định lượng đó, cái men này nó có con cơ bị ngộ độc thì nó sẽ bị tăng hay giảm? Nó bị gì? Bị giảm chứ, tại vì nó có con cơ mà nó đã nhắm cái thành nó giữ luôn sao tăng được. Cái men, thằng này là thằng men, thấy không? Chứ không phải định lượng thằng acetin colin, định lượng cái thằng men mà phân hủy thằng acetin đó, nghĩa là phân hủy cái thằng men con cơ đó, thì thằng này nó bị ức chế lại, nó bị thằng có con cơ giáp chứ mà nó đâu phân hủy kia được đâu, cho nên thằng này nó bị giảm. Nghĩa là mình định lượng là định lượng cái thằng mà tự do em mà nó bị có con cơ giáp acetin rồi mà sản xuất của cơ thể mình lâu không sử dụng nếu không, cho nên thằng này nó rất là giảm, nó giữ. Rồi trong trường hợp mình thử điện giải chức năng gan thận, chức năng phổi để mà coi có thể bệnh phổi như nào mà siêu hấp còn nào. Rồi phân độ nặng, nhưng mà cô nói gì không nghe, nàng nói gì không nghe. Ở bệnh viện di động của mình á, nếu mà mấy đứa cũng muốn làm mà làm đủ mấy cái món này, đứa là bệnh di động của mình làm thành phố nào, chứ còn đối với trường hợp hiện giờ của di động mình á không có mấy cái chuyện này. Có hậu cơ thì có hậu cơ không có, mình thường nghe cũng không có luôn nha. Chỉ có làm là cái thang cái kia thường quy thôi, cho nên là nói về thôi, cái thường mình dựa vào gì cái chuyện người ta khai là uống thuốc cái kia hoặc là mình nghi ngờ các triệu chứng lâm sàng cũng giống đó, còn là rửa cho dễ dàng nghe cái mùi thuốc được xong rồi, chứ còn mà cái xét nghiệm này mình không có làm. Hậu cơ thì có hậu cơ gì không làm. Rồi phân độ này, phân độ nói cho biết là nhẹ là gì, nếu mình thấy bệnh nhân mà chỉ biểu hiện cái gì liên quan tới cơ trơ ví dụ muốn cái đó, ví dụ như là tiêu tiểu không tự chủ rồi tiêu chảy thì nó nghe nói rồi ví dụ khó thở của mình hoặc hè có các cái quản chất định thì mình sẽ là gì, nó sẽ là thường là mức độ nhẹ nhất thôi. Còn nếu là cho nên khi mà được lượng cái men thì nó khoảng là 20% so với thường thường, còn trung bình là cái hội chứng của nó liên kèm với nicotine hoặc là thần kinh trung ương nhưng mà chưa có sốc chưa siêu nặng nha, thì cái men thường khoảng là 20, còn nếu mà nặng là gì, là nặng tè le thì thấy là gì, bệnh nhân mê sốc siêu hấp nặng luôn, nghĩa là cái độ nặng là độ tiêu cực nặng sốc nha, sốc rồi siêu hấp nặng, ví dụ như thở máy nó bị quẩy mất rồi sốc này kia không mê là độ còn nặng nhất, còn độ như độ nhẹ là thấy nó sẽ hơn cái mức gan nhớ gì đi, hơn mức gan nhớ. Có thể là nó có co giật thì kia cũng là đi cua tiếp nha, có hợp với cái tiếp vô thì nó là độ hai. Cũng thực ra cũng có gửi bài cho mình, cứ đi chỉ cần ghi chép những cái gì mà mình nghĩ là mình cần ghi chứ không đừng ghi hết thì nó rất nguy hiểm. Chẳng có xác định này đó là mình dựa vào cái bệnh sử gì nè, có thai hoặc là nghi ngờ, ví dụ như có nhiều đứa bây giờ nó cố tình tự tử nó vô ra nó chả có thai đâu, nó không có thai nghe là nó uống cái gì đâu, dạ còn nó còn mình để cho bác sĩ đón chơi thì chết mà. Cái vấn đề là tự nhiên có những đứa khi mà em còn nhỏ nghĩa là em hùng nó làm sao đó, có những đứa nó sợ nó suy nghĩ lại nó thai, nghĩa là có cái đầu nó tạo ra nó có thai mà cái ngày nó uống cái này những thai cái kia nó thai mà uống cái gì đó, ví dụ như là thuốc từ sau nó lại nó thai uống cái món khác cũng phải gì, nhưng mà rõ ràng khi mà bác sĩ khám á cái triệu chứng của thằng thuốc từ sau nó lại giống cái lần người ta thấy giống như cái từ sau, cho nên khi mà thằng nhỏ thì chút thì bắt đầu nó sợ rồi nó sợ chết. Thì bắt đầu mới khẳng định là nó để cái chai đó lâu thì người nhà thấy gì bắt đầu về chuyện thì có thấy để khẳng định cho nó thôi, khi mà mình khẳng định được cái ngộ độc gì thì mình cho các đứa khác nó mới hiệu quả. Khi mà em lớn cất nha, nhất là những trường hợp mà nó không rõ ràng thì thật sự là cái chuyện mà cái đứa nó cài nó rất là quan trọng nha, có khi không rõ cái chuyện mình cài thì chuyện mà tiền lên trường hợp rất là quan trọng để cho nó đứa khác. Rồi thì đây là một là gì, mình sự tiếp xúc vừa một cái ngộ độc thì là nhà thì sẽ đem vô
vô bằng ta nghi ngờ ha, bạn chưa cho mình những thứ gì mà nghi ngờ nấu gì vậy, tại vì có những khi nó vô nó mang tới là bò nó chịu hỏi rồi. Lâm hàng nó có những hồn chức gì này biết đó, chứ lúc nó mới tiếp đi cô mới tiếp thần kinh luôn, nãy nó mới rõ nhanh vô mình thấy một đứa ví dụ như là bằng tử nó bị gì, bằng tử con nhỏ, bằng tử con nhỏ chứ con nhỏ nhớ nha, khó giao cảm, giao khó giao cảm là con, còn giao cảm là dạ cảm. Nếu nhớ gì hồi đó cô đi học này cũng phải nổi các cô nhắc cái giao giao cảm thì như vậy, giờ giao giao gì giờ thì giống giống nhau chứ không phải lỗ, giao cảm là giảm mà có nhiều cảm là con, thì nhớ chữ giao đi là giảm thì như thế kia kia ngược lại và lo, cho nên là mình nhớ nè, có câu là giống như là từ có nhiều cảm chứ có nhiều cảm thì nó sẽ gây co đồng tử, nghĩa là mình thấy là nó co đồng tử rồi có thể là nó tiêu tiểu không tự chủ nha, rồi co giờ bị kia đó đó. Mà thường cái lúc biết sao dụ vào cái khi mà cắt sạc tới nghi ngờ nhưng mà nó có con coi là cái gì vậy không, thường cái đồng tử nó có, chứ còn mà tiêu tiểu không tự chủ thì cũng hết xui, nhưng một đứa nó hơi lơ mơ rồi cái gì tiêu tiểu tự chủ thì cũng cũng giải thoát không sao nó có nói được, thường thấy đồng tử co nghĩa là đồng tử co như trong bài của đồng tử hoặc viên nó cũng có đồng tử co, nhưng mà nó là tùy cái bệnh tật hai, ví dụ như ở nhà có cái chai thuốc gì đó thì ta biết thuốc gì, nhưng mà chai thuốc gì xong thì nếu mà còn khai là có uống nghi ngờ uống thêm đồng tử con nữa là thấy nghi ngờ nó chín mấy phần trăm rồi đó. Rồi khác thêm là đi ưu tiên của mình nuôi, mình nhớ nghe nhớ cái đồng tử con luôn, nếu nghe một thuốc được sau cái đó thì thấy nó cái đó thường hay gặp nè, rửa dạ dày một thuốc được sau, còn cái xét nghiệm thì nó rồi nha, như đầu là hiện là chỉ có nếu nghi ngờ em có thể test atropin, atropin này để ở sau nó có dùng thuốc như vậy đúng không, điều trị như vậy test atropin mà thấy nó đồng tử nó atropin. Nó hiểu vậy nè, atropin tác dụng gì? Có co cơ là thường có giao cảm, chỉ atropin là cái chất đối kháng thì nó lơ mơ nó không chất gây gì, chất là cái thứ gì? Giao cảm. Ừ, hai thằng cùng nhau thằng có giao cảm thì cái này là giao cảm. Thì nhớ là có co cơ là có giao cảm thì atropin là giao cảm, đối kháng nhau thì cho thằng ăn tin vô, thằng đối kháng vô là thằng atropin này. Thì atropin thì là gì? Nếu như em thích một cái người bình thường cũng không, còn là có co cơ thì nếu mà tôi thích một thằng kích thích giao cảm vô cũng sẽ bị gì? Đồng tử sẽ giảm nha, đúng không? Mà mày nào nói này nè, nếu đồng tử không giảm nghĩa là thằng có hay còn có con vậy, đồng tử chút vô nó lại không giảm, nên nó nghĩa là không không đổi da, nghĩa là không bị tác dụng phụ của giao cảm thì là ok, là nó bị mờ đồng thực sự rồi. Chứ còn bình thường em chơi em đi chích thằng này ra bỏ đạo thì nó giảm. Ủa mà quên cái đứa không biết là mấy đứa có được học bên mắt, bên bên sinh viên được con mắt được học cái dạy kỹ năng khám mắt, mắt là từ năm bốn sau ấy không. Rồi đây mất. Rồi đây mất. Thì là người ta phải nhỏ cái thuốc cho cái nhỏ cho nên cái thuốc là cái dạng tử. Nếu mấy đứa từ nhỏ nó đi học bị nhỏ rồi. Đó. Đó cái đường tử mình nhẹ nhàng ra. Cái người cái bác sĩ có mắt cũng sâu trong người. Thì là từ cái ác rồi. Tới điều trị nha. Điều trị thì nãy đó rồi, ngộ độc thì nó cũng tương theo mấy món đó là gì? Làm sao để loại cái gì? Thải bớt chất độc ra. Nhớ là rửa dạ dày đúng không? Rửa dạ dày thì cũng ông dạy rồi, cặp rửa có dạy rồi. Một lần bao nhiêu ml nhớ không? 15 ml là ký tối đa là 300 ml một lần. Chứ mấy đứa đi đó đừng có bơm, có đóng tức như dùng nó 60 ký quốc như một đóng tức được bể dạy nó nha. Phải là 300 ml một lần thôi. Rồi gì nữa? Mình sẽ làm gì nữa? Rửa dạ dày để thải nó ra rồi nên nhìn chung mà cũng là đắng. Là thang hoàng, thang hoàng là một gam hoặc ký đúng không? Rồi gì nữa? Rồi tới chất đối kháng nè. Chất đối kháng là tới là atropin. Rửa dạ dày thì nói rồi nha. Nghĩa là mấy bài này nó sẽ tương theo cái sự của trước trước là à, quên chất đối kháng. Chất đối kháng là atropin đây. Atropin nè. Ức chế co giao cảm nghĩa là nó làm kích thích giao cảm thôi nha. Atropin nó làm gì đây? Tác dụng đối kháng đối với mức calinit. Nghĩa là nó sẽ tác dụng chủ yếu ở cái atropin sẽ tác dụng chủ yếu trên mức calinic và thần kinh trung ương, còn cái thằng oxy thằng ba nó lại có tác dụng trên thì nicotinic nhớ nãy nó nói đầu bài. Còn đứa học nhớ người ta thấy mấy đứa đi làm mấy đứa nhìn nặng được, nghĩa là mấy đứa nhìn vô vậy nhưng mà trong khi mấy đứa không hiểu tại sao làm lên và không biết dùng nó nặng lên thì không biết làm gì cho nó tiếp theo thì mấy đứa không biết cơ chế gì đâu, mấy sẽ làm những cái máy nói chung là làm được nhưng mà sẽ không bằng một cái anh thì bằng vậy thôi chứ không phải là học làm được, không có độ ra là được thì có sắp chỉ. Và atropin thì sao? Nó sẽ tối kháng với nhớ, hãy nhớ cái lần đầu tiên của nó. Quay lại cái thằng
mà xung động tới acetylcholine được phóng thích ra. Acetylcholine là cái thằng gây co cơ, là cái thằng mà thuộc có nhiều cảm giác nó sẽ kích thích lên đây là lên những cái receptor chỗ này nè. Thì cái thằng atropine là nó đối với cạnh tranh, nghĩa là nó giành những cái thụ thể này nè, nó nhà vô đây, nó sẽ làm cho acetylcholine không tác dụng vô được nữa, không gây co cơ được nữa, nó sẽ ức chế cái thằng tác dụng của ống co cơ. Quay lại nha, acetylcholine là tác dụng đối kháng với thuốc canagen, rồi ức chế cạnh tranh với acetylcholine nên những cái thụ thể trên những thụ thể của acetylcholine nó tác động, rồi ngăn acetylcholine gắn vào cơ của canagen nha, ở thần kinh trung ương và ngoại vi, rồi gây quỷ khó nhập hẳn. Liều acetylcholine không có 0,2 đến 0,5 mg bạc ký tim mạch mỗi là bút cái phần này nhớ nghe thì kỹ cho cô. Tại sao? Có những phần cái đứa mà bảo đảm nó đọc bắt đầu, nhưng là trong tu trực tiếp cái đứa lần đầu tiên cái đứa coi nó mới sẽ không biết chơi được như thế nào luôn. Thì bây giờ cô cũng nhắc cái đứa, nếu mà có bạn nào đi sáp đi gặp ca nào mà có hoa cơ, có từng thấy không? Chưa thấy. Tại vì sao? Đọc bắt đầu một cái đường đi lên thì cô đang muốn nhắc chỗ này để con kỹ nha. Hồi nãy nói cái lúc mà và nên đi chép kỹ, tới lúc mình có gặp thì mình có quên thì mình còn ca, thì mình coi cái cách ghi đi lần sau để mình hiểu, là tại vì đọc sách rất là khó hiểu, đọc bắt đầu đọc sách khó hiểu. Không có 0,2 mg hoặc là 0,5, nghĩa là cái liều dao động của atropine là dao động là như đây, tim mạch mỗi 15 phút đến khi có dấu thấm atropine. Cái dấu thấm atropine đó là cái gì và mình muốn duy trì dấu thấm này đó là sao? Nãy tôi nói đó, cái thằng ngộ độc có thông cơ nó sẽ gây là tăng tiếng mất khó nhau, cái ẩm tăng tiếng thì có thể là tăng tiếng nhạc nhớ, thì có khi khỏi nghe như có ra như có ra ẩm gì đấy. Thì ở đây mình sẽ nghe ra khi mà nó bớt ngộ độc thì bệnh nhân sẽ tự động ra. Atropine là liều 0,2 đến 0,5 mg một ký, mẹ sẽ tim mạch mỗi 15 phút, nghĩa là bệnh nhân vô với em á, mới mà phát hiện cái nghi ngờ em nhận nó ngộ độc hoa cơ là em sẽ cho atropine và chất đối kháng. Nhưng mà sao lúc đầu là đi là điều dưỡng nó đi chích mỏi tay là sao, cứ 15 phút nó phải đi chích một lần, nó cao hơn 15 phút đi chích một lần, cho đến khi nào mà bệnh nhân em có dấu thấm atropine thì bắt đầu mình sẽ nhận nhãn ra thì để coi dấu thấm atropine là gì. Thì đã có nói đang ngộ độc nghĩa là đang thường có dấu thấm, bệnh nhân sẽ có tăng tiết đàn thì có mình có thổi cũng sẽ nghe ra thổi và cái đồng tử là sao đồng tử không đang có ngộ độc, đang ngộ độc đồng tử đó nó co nhớ nha, trong ngộ độc có cơ đồng tử sẽ co nhớ ấn tượng cái chuyện này đi, tại vì nó ở dụng như kia mấy đứa đi từ biệt đồng tử co. Thì bây giờ sao khi mà em lại cái túi ngán vô thì bắt đầu là sao, gọi là ngắt, gọi là mới thấm thì nó thấm vừa là gì, em sẽ nghe cổ bắt đầu sao bớt nghe còn nghèo nghe bớt bớt ra nha, nghe bắt đầu lại nghe ra cảm giác nè, giờ bắt đầu nghe cổ em mình rồi, nhưng mà sẽ thấy ổn định là sao, đồng tử hơi nhẹ thôi, đừng để mà nó giống như nó hơi quá thì bà Jubin kêu là đang từ cái cổ động này chỉ còn cổ động khác, không nghe đang cổ động là mình khó cho cảm bắt đầu quay ra đối các bạn là cổ động giao cảm là đồng tử thì tại này luôn nhiều cam nhau quá tay đồng tử bệnh nhân nhẹ nhẹ bét luôn. Thì mấy đứa ấy thường mình gặp mấy cao mà nhẹ thì nè gặp trong người nhìn không tin thở tử vong á, nó là chết không sàng nhìn tôi nhẹ. Thì đây là muốn duy trì và là mức độ ngắn atropine vừa phải, nghĩa là đồng tử sao hơi nhẹ nhẹ thôi, 3-4 mg thôi, đừng có nhẹ là bè 7-8-10 mg nhẹ 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 nhóm atropine nghĩa là hết nắng bộ và tử bắt đầu hơi nhẹ vừa và bệnh nhân thấy bệnh nhân nó hơi nóng nóng lên nóng, nhưng mà đừng để nó sốt nha, khi bạn xài atropine quá thì sẽ thấy bệnh nhân nóng sốt lên nha, rồi bệnh nhân sẽ tử có thể nhẹ khác luôn. Và mình duy trì cái dấu nóng này khoảng 12-24 tiếng đồng hồ và ta nói hai nhóm mình tránh tình trạng ngộ độc atropine nghĩa là
từ có giao cảm lên thành giao cảm, nó sẽ sáng sốt cao và đỏ da và mũi miệng to ha. Rồi nhưng mà cô sẽ chỉ cái tim mạch tiếp tập này có biến hiểm như làm sao. Khi mà có dấu hiệu chấm adrenaline rồi đang lại là nói điều gì thì tim mạch thì nó cũng không có được không có hai không có không hai đến không có không năm thì bây giờ là gì giảm liều đang dùng. Ví dụ như em xài là có đầu sạc không hai nó không phê em sẽ xài lên không có không năm dù vậy đi 11-15 phút dù có không hai thì cái quê lắm thì em sẽ cho nó tăng lên là không có năm ví dụ vậy. Thì bây giờ em sẽ giảm ra đúng không, giảm ra nhưng mà em một là gì giảm liều tim mạch đang dùng ví dụ như ra là không có không năm nó ngắm rồi á thì mình có thể là gì giảm liều bằng cách là không có không hai sau đó là tiêm tim mạch cách quản xa hơn. Cái này cứ nghe gì đi mọi người. Rồi hoặc là truyền tim mạch liều không có hai đến không có không tám mg trên ký giờ. Nếu trong quá trình mình truyền mà nó bị xuất hiện ngộ độc lại thì em phải quay lại cái liều cũ. Rồi khi bệnh nhân mà ổn cái liều truyền tim mạch không có không hai mg nha thì mình sẽ chuyển qua tiêm tim mạch mỗi 2 đến 4 giờ nha. 2-4 giờ là cái tiêm da này cho đến khi mình phải kết thúc cái chuyện là 2-12-4 giờ các bạn đi viên cũng sẽ ngưng. Bây giờ nói dòng dài nãy giờ thì có như thế này tiêm adrenaline nha. Adrenaline không nhắm nãy cô nói liều đầu của em xài là tiêm mặt mỗi 15 phút không nhắm không hai hoặc không nhắm không năm phải không. Nghe mà tí tiêm mặt mỗi 15 phút thì có thể xài liều đầu không nhắm hai hoặc không nhắm tùy em. Nhưng mà nếu không 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 hai không bê thì em phải lên không không bốn không năm gì đó tùy nha, bắt đầu là tùy bệnh nhân. Ví dụ mình không không năm mình mỗi ngày mỗi 15 phút đi sao mà khi có dấu cắt ở trên viên rồi thì ngưng ngưng nghĩa là không tăng liều nữa đó. Bắt đầu mình sẽ làm gì, bắt đầu gì bắt đầu mình giãn ra nè là bắt đầu giãn không với không năm cũng là liều như vậy nhưng mà mình sẽ giãn thì mặt thời gian nó an toàn với đức hơn là em giãn liều. Thường thông thường như lâm sàng bác sĩ hay giảm về thời gian ví dụ như đang mỗi 15 phút bác sĩ sẽ chuyển qua giảm mỗi gì tim mạch chậm mỗi nửa tiếng nghĩa là mới đầu em đi tiêm mỗi 15 phút bây giờ uống cái liều đó khi mẹ đạt được cái ngắm nó đi rồi nha nhưng mà chưa ngắm nha ngắm nó đi rồi bắt đầu em sẽ giãn ra mỗi 30 phút rồi sau đó giờ mỗi 15 phút tiếp nữa là mình làm gì vậy có thể mình sẽ cho mỗi 15 phút là 1-2 giờ gì đó cắt cầu sao nữa em muốn giãn ra nghĩa là đang tĩnh tâm ngắm nó đi rồi mình không muốn nó duy trì cái chuyện đó thì không muốn nó tăng liều hơn thì bắt đầu mình bắt đầu giãn từ từ ra mình sẽ làm quá gì qua không có 0.5 mg/kg mà truyền tĩnh mạch 1 giờ nghĩa thay vì em tĩnh mạch 1 giờ thì bây giờ em chỉ có em truyền tĩnh mạch 1 giờ ha không có 0.5 rồi sau đó là gì mình sẽ giảm giờ nữa là không có 0.4 tới không có 0.3 không có 0.2 mg/kg truyền tĩnh mạch 1 giờ luôn hiểu cô nói nghĩa là bắt đầu là tĩnh mạch chậm 15 phút sau đó khi chậm tới chúng ta mới bắt đầu mình sẽ giãn cử ra là tĩnh mạch chậm cũng đều như vậy đó nhưng mà mỗi 30 phút rồi sau đó bắt đầu mình muốn giãn ra nữa mình sẽ là gì cũng liền đó mình sẽ cho thời gian xa hơn là 1 tiếng nhưng mà 1 tiếng thì em thường là chuyển qua truyền tĩnh mạch và chứ không kích nữa nghĩa là bắt đầu mình sẽ cho hai hơn 1 tiếng đồng hồ liền không có 5 năm rồi liền có 5 đạt được rồi nghĩa là vẫn duy trì giống nhau cái đó bắt đầu sao mình sẽ đi tiếp giảm liền một chút nữa bắt đầu là giảm liền này cái kia là giãn thời gian còn giờ là giảm liền là tôi sẽ giảm là 0.4 mg/kg truyền tĩnh mạch 1 giờ em sẽ cho nó vài giờ gì đó sau đó làm gì nữa mình giảm chút nữa mà không mấy không chấm ba cái đó cho vài giờ gì đó bắt đầu với điều kiện là vẫn còn nắm ở đôi bên em nữa khi mà dù bên em thì không chấm bốn mà em xuống 0.3 mà thấy bắt đầu có động nhân biểu hiện gì đồng tử nó bắt đầu là gì nó bị co lại rồi biểu hiện mỗi đang còn nhẹ hơn rồi tiêm tiểu của chủ đề nghĩa là co giật gì đó nghĩa là đang biểu hiện mỗi động lại thì em bắt đầu em không được giảm nữa mà em có đang cơ quan lên cái điều kiện cũ như đang 0.3 quay lại liền mấy không có được bố chuyện mặt hiểu không nghĩa là mình nhắc cái mình đang cơ chế bệnh nhân cái đối tượng nó ở cái tiền bao nhiêu liệu bao nhiêu tiền bệnh nhân của em hay biết không nghĩa là tiền đối tượng nó uống vô nhiêu đâu có biết cho nên là mình phải tương đối nha mình sẽ dò liền rồi từng trên từng bước cụ thể và dựa trên cái đó là gì duy trì dấu nắm nào cho biết chứ không để qua đến cuộc đời vậy thôi à khi nào mà quay lại cuộc đời có bỏ cơ biểu hiện có con đường trở lại thì mình nặng liền mình biết là thế thôi rồi khi mà mình giảm liền xuống nhà tới 0.5 mg/kg mà truyền tĩnh mạch trong vòng 1 giờ ví dụ em duy trì được vài giờ vậy thì có thể chuyển qua là tiêm dưới nha không có 0.2 mg/kg mà mỗi 2 đến 4 giờ có thể bắt đầu em sẽ tiêm dưới nha mỗi 2 giờ từ sao em sẽ giãn ra mỗi 4 giờ nghĩa là mỗi liều em duy trì nó mấy tiếng mấy tiếng 3-4 tiếng cái em duy trì tính lên cái này khoảng hồi là còn lo trôi ra có thể được mấy ngày vậy cái liều truyền anh em mình có thể trôi ra như đây nói
khi bệnh nhân sẽ chuyển sang tiêm cho nhau mỗi 2-4 giờ, nó có cái liều thuốc nó hai tiêm cho nhau mỗi 2-4 giờ thôi nhá. Nếu như bệnh nhân xuất hiện dấu ngộ độc, nói chung bất cứ khi nào trong quá trình giảm liều, giảm và giảm liều của em bị xuất hiện dấu hiệu ngộ độc trở lại thì mình sao mình phải tăng liều adrenaline thế thôi. Và cái thời gian điều trị adrenaline tùy mức độ nặng của bệnh nhân mà trung bình khoảng 3-5 ngày. Em cứ nghĩ là mổ là liều bao nhiêu tiền, khoảng vài tiếng, 4-5 tiếng là thế nào, cô ra đồng hồ tất cả các liều bảo đảm của cơ thể 3-4 ngày gì đó nha. Rồi mà cấp ba là sao? Tim mạch nó nói là tim mạch thì có nhiêu thì cứ bơm nhiêu thôi, dùng nhiêu thăm con thì không có 20 gam, thì nếu mà em dài là có 1 gam tính thì mình thì điều dưỡng mà tự lấy. Nhưng mà nếu mà pha thì pha sao, pha 20 thì thực ra không cần nồng độ, em nghĩa là em nhớ nè, em phải đảm bảo cái lượng nước vừa phải thôi, em đừng có pha nước nhiều quá thì sao có khi là nó dư dịch cho cơ thể bé, em nghĩa là không có đủ nồng độ. Thường điều dưỡng mình hay pha 20 hoặc 50 lít nước cốt hoặc là hydro hoặc là đồ gì đó thì 500. Adrenaline thì em tính gì đấy, ví dụ như em xài cái liều 0.05 mg một cái chuyện mặt giờ đấy, thì đứa này dùng đến 20 kg, thì nhiêu đó 20 kg là 20 gam hả, phải không? 20 gam thì pha ví dụ như là 50 lít nước hoặc 20 lít nước gì đó, thì nó sẽ truyền đến mặt lại, ví dụ như pha cái 20 lít nước đó lên, nó sẽ truyền đến mặt lại gì, 20 lít trên giờ, 20 lít đúng không? Vậy thôi ạ, nghĩa là không có bắt buộc định cái mật độ. Nhưng mà đương nhiên mình chữa được cách mình đừng có pha quá nhiều dịch, tại vì pha mình về này mấy ngày mình không có tiền chứ mình dịch quá nhiều thì có thể là 2-3 chục, 5 chục cái gì đó. Hiểu nha, để tới lúc mà đi lâm sàng thấy người ta pha lên cái chuyện thì ta đem đọc vô xem chưa mà không thấy nè. Có thể người ta sẽ ghi diễn tiến bệnh nhân sao đó, hoặc người ta ghi lệnh kế bên, mình đọc vô mình sẽ hiểu và mình phát hiện gì nè. Nghĩa là gì, ban đầu á tim nhặt, tim nhặt là sao, nó giãn tự tim ra, sao nó chuyển qua truyền dịch mạch, truyền dịch mạch giảm đều từ từ, sau đó là chuyển qua tim dưới nhạt, tim dưới nhạt mỗi đầu cách 2 tiếng, sau đó cách 3-4 tiếng thì đất được, và sau đó là mình ngưng khi mà bệnh nhân ổn nha, ổn khỏe khoe 2-5 ngày mình ngưng. Có đứa thì nó nhẹ nhẹ mình truyền có 3 ngày là ok, 2 ngày mấy 3 ngày là nó ổn luôn. Rồi cho nó 1 mg thường là nó. Rồi, cái điều trị này là nước oxym này, 3-lindoxim đó. Chính tắc là cái chữ 3 đúng không? Thì 3-lindoxim này đã nói rồi, nó sẽ có vai trò quan trọng trong cái hạt ngộ độc nicotin, nghĩa là cái hội chứng nicotinic. Tại vì sao? Thằng này nó có đặc điểm gì? Đặc tính là tác dụng vào cái hỗn hợp mà có hormone cơ và acetylcholine trước. Nó sẽ giúp kiểu như là nó sẽ cắt cái liên kết giữa thành acetylcholine và có hormone, nó làm nhả cái men ra, nhả cái men đấy thôi nhá. Acetylcholine esterase nó sẽ giúp cho mình phân hủy cái acetylcholine, thì bây giờ bị có hormone gắn vô rồi nó không có tích được, không phân hủy được, thì bây giờ là ban này sẽ giúp làm gì, ngắt cái gắn kết của thành có hormone, nghĩa là nó sẽ trả về thành men này tự do trở lại để mà nó tác động lên cái thằng con cơ của mình, nó sẽ hủy thành acetylcholine, được chưa? Nghĩa là thằng ba này sẽ tác động vô thằng có con cơ, thuốc ngọt có con cơ nó gắn với thằng men của mình bắt đầu. Cơ chế ngộ độc là do có con cơ gắn với men đúng không? Thì bây giờ là nó cắt cái này rồi, nó sẽ trả về thằng men tự do, thay vì nó đợi cơ thể mình sẽ xuất rất là lâu, bây giờ nó trả về thằng men tự do rồi sẽ giúp thằng men này tái hoạt động trở lại, đúng không? Và thằng này nó sẽ có tác dụng trên cái tóc vận động này, tác dụng của oxy rõ nhất trên tóc vận động, cho nên là nó sẽ liên hệ lên cái hội chứng nicotinic, dụ như nó sẽ làm giảm cái tóc hơn, nó sẽ không ức chế hàng cơ hoành nữa, giúp bệnh nhân dễ thở hơn. Rồi chỉ định này, trong trường hợp nặng ngưng thở liên quan tới chiến cơ hay co giật cơ thì nó gặp là dụng này, dùng sớm trong vòng 12-14 giờ đầu, cách xài 3 mg 20-50 gam một tiếng một lần, tối đa 1 gam, virus sẽ pha trong 100 ml natri NaCl truyền trong 1 tiếng đồng hồ, thì cũng là ghi là nhẹ nè, virus ghi là dịch 3, ví dụ như đứa này nó 10 kg thì mình virus ghi sao, ghi là 3 gọi là 10 là 500 mg đúng không, pha với nước muối sinh lý 100 ml natri lau 1 ngàn là truyền đến mặt con tốc độ nhiều, thì như 1 tiếng thì là tiền tốc độ nhiều,
100 lít giờ này phải có cái bảng luôn đi mới hiểu ha, có cái bảng nghe kịp không, nghĩa là số gam đi ăn uống á, mấy đứa tính tưởng mấy đứa sẽ pha với 100 cái lít nước, nó có xử lý mấy đứa sẽ truyền trong một giờ, ví dụ như pha với 100 cái lít nước uống truyền trong vòng một giờ thì nó pha tốc độ nhiêu, 100 cái lít chứ chị tính giờ thế thôi. Cái này bạn nào nếu mà đi bệnh viện gọi thấy thấy đi á, mình sẽ hiểu dễ lắm, nhẹ gì đâu, có 50 lít mấy đứa chảy trong một giờ thì ghi là cái bơm kia nó động mấy đứa sẽ hấp vô là chị 50 mấy đứa tính giờ chị nói chị hiểu chị nhắc cho mình mấy đứa không nhắc thì mấy đứa nhắc mà. Còn có 100 lít tại vì đây căng 100 lít tại vì nó tính cái là tốc độ là nhiêu 100 lít tính giờ vậy thôi, nghĩa là 100 lít nó sẽ chảy trong vòng một giờ thì cái máy nó tự nó chảy mình nó căng sao chỉ để bò tới luôn một giờ mình sẽ nói nha. Nó sẽ hay hơn là cái gì mà em nhỏ giọt đúng không, nhỏ giọt nó hay thịt chuột lắm. Còn này mà máy của ông là cái dùng cái test một tấm là 3 phút nó sẽ chuyển xuống 30 phút hết cái thành tích đó nha. Thì nếu như mà 100 mấy tích giờ mấy đứa muốn chạy 30 phút thì mấy đứa sẽ đi tốc độ bao nhiêu? 200 100 mấy tích giờ là 300 mấy tích ra tiên luôn nè. Nếu như mà cũng chạy nó nhanh hơn 1 tiếng mình chạy 30 phút thì mình ghi lại sao cho điều dụng họ làm 200 mấy tích giờ 200 mấy tích giờ nghĩa là chạy phải nhanh hơn phải không? Muốn chạy chậm hơn 1 tiếng rưỡi thì mình sẽ tầm 50 đó, thì muốn nhanh gấp đôi thì là 100 thành là 200 lít giờ thì sẽ có 30 phút mình kết thúc rồi. Rồi cái thằng ba này nó là gì nè, em có thể xài lặp lại sau 1-2 giờ nếu chưa cải thiện tình trạng khó thở bệnh nhân có thể lặp lại sau 1-2 giờ xài, một là điều đó hoặc là một là em sẽ nên em truyền thành trong vòng 1 tiếng đồng hồ hoặc là em sẽ truyền tiêm mạch liên tục 10-20 đến ký giờ, nghĩa là ở trên đó là em tiêm khách quản, em truyền khách quản, còn có chú lại truyền mặc dù thêm vài tiếng như vậy và liều 20 mg giờ thôi, mới nhớ lên là 20-50 mg một lần có thể đọc lại sau 1-2 giờ giống liều như vậy nếu mà bệnh nhân chưa thấy hiệu quả. Xong cái điều gì khác đó là cái gì, ví dụ cái đứa tự nè, một bệnh nhân có đọc tiếp mình vô bạn nói rồi nhớ nha, hội chứng mucositis, hội chứng mucositis và hội chứng thần kinh thì bệnh nhân biểu hiện nói chung một bệnh nhân một đầu có ho có vô biểu hiện gì, cầm tử co, rồi bệnh nhân dễ bị gì liên quan tới sinh tồn bệnh nhân, cầm tử co thì co nhưng không chết đúng không, nhưng mà gì đây là đầu siêu hấp đúng không, trong cái hội chứng gì thằng của cây liếc mà có thể là do nó không có đơn không nghe nó đánh cháy đúng không, nhưng mà đối với như tôi biết đó là gì ức chế cơ hấp này là cơ mạch á nha, là không mở đường là do ức chế cơ hấp này nữa gì nữa, có thể ức chế chung cung hấp luôn nha, hấp chung xuống luôn cho nên là suy hấp nặng nè, rồi hoặc là gì chết do gì nữa nhập sốc phải không, nhập sốc là liên quan đến tới gì không biết gì, rồi cái đuôi chung cung không hấp với lọt chung cung cho nên mình mặc của mình luôn ở trên nặng rồi. Cho nên là một là gì suy hấp, cô đang nói tóm lại cho những đứa những vấn đề như thế không nghe nha, tại vì nghĩa là mình mới mình nhớ bài mà bệnh nhân mình cứ tóm lại trong những vấn đề như là gì, còn nó có cơ là liên quan tới khó giao cảm, liên quan tới ba hội chứng, thứ nhất cái mà hay đi tới tới thì mình cứ có khó cơ là mình uống từ sau những cái gì người ta khai nghe với mình cái chai uống từ sau mà nhìn vô thành phần nó có khó cơ phải coi được nha, tại vì có những cái uống từ sau mà không có khó cơ nha, hiểu không? Nên cô nói là cái chuyện mà nó khai mà biết được cái chai chúng nó rất là quan trọng chứ là gì đó. Rồi là gì nữa, tầm tử co nè, mùi thuốc từ sau nè, rồi chai thuốc từ sau nè, coi thành phần là gì nữa, đó là những cái đó biểu hiện là bệnh nhân có thể bị gì nữa nè, suy hấp đúng không, suy hấp rồi bị gì đó mình hoàn là sốc, thì mình thấy là gì suy hấp thì mình ngoài cái chuyện mình xài những cái món cổ độc thì mình phải hỗ trợ các mặt gì, nghĩ là chúng có thở khó khăn không ngưng thở thì sao cũng tùy cấp độ và nhẹ thì thở chị thở oxy, nếu mà nặng hơn chút nữa có thể là phải suy bát cao, còn không được nữa là vô đặt một cái quạt thoải mái, nghĩa là đó là về phần hỗ trợ sắc. Và còn sốc thì sao, sốc thì sao, sốc thì không bát những cái da này em muốn em đổ dịch vô nữa có thể cho em dịch cho dịch là cho nó cho phần mặt khô được sang nó liên quan tới bài tập chung của mình không liên quan nhưng mà nhớ nghe, nhưng mà thường cái trong nó khô cơ nó sẽ ổn với cái thằng em điều trị ổn phần xíu anh nhẹ
họ là đại học tuần hoàn truyền dịch là tuần hoàn có nghĩa là siêu hấp mình đã nói rõ nha oxy chi bác là tuần hoàn đúng rồi à. Khi mà em nhớ cái bài này sẽ nói rõ cái vấn đề gì tới lúc mình đi học mình gặp bệnh nhau thì mình cũng hỏi được một tí nha. Đây cái chỗ ở đây tuần hoàn là hô hấp. Hô hấp thì là hỗ trợ hấp này và từng hàng nếu sốc thì là truyền dịch và cho mọc mặt thế thôi. Rồi dùng tâm cái dạng nhớ quá dạng dạng nghĩa là những cái món mà em nghĩ tự nhiên đi sẽ được ra khi bạn gặp nhau. Cốt lõi của bài này nhớ gì là mỗi đầu bạn phải nhắc lại những cái gì cốt lõi nhớ ba một chứ cũng còn có con một cơ và có một cơ nó là từ có nhập cái người và cái chất đối kháng natri nó là cường giao cảm đến hôm nay đến những thân khác nha cường có giao cảm còn tự co nha co thắt các cái cơ trơ từ tiêu hóa sẽ là tăng tiết giảm nhớ ổ thì là tăng tiết giảm nhớ luôn có từ tiêu hóa là tiêu tiểu từ dụng còn ổ là tăng tiết giảm nhớ và co thắt và ổ để bất thần kiểu nghe và rất là khác rồi thì cô sẽ biết là ức chế co cơ co giật và thêm gì nữa ức chế rất là cho nó sáng ức chế hoạt động. Cho nên là cái đấy như này, nếu như một đứa mà nó có con cơ vô thấy gì tập tự co, thấy thì tiểu con tự chủ và thêm chuyện mà nó có co giật nữa là nghĩ nó mới tới thành một tiếng nào hoặc thành một tiếng nào. Nghĩa là muốn cho biết là cái luôn luôn có, không hầu như là luôn luôn có nhưng mà cái chủ đi thêm co giật nữa là thêm cái gì là nên đầu tiên nữa rồi. Thì cái thuốc mình phải nghĩ tới là cái gì là chỉ dùng lẻ ra cho biết không? Là phải thêm ba rồi. Nha. Còn dụ như mình thấy là vừa co giật vừa hôn mê luôn. Vừa nổi cái quảng luôn, vừa có là ngưng thở suy hấp, ngưng thở thì mình nghĩ tới tại vì còn cái này chắc là luôn hút nữa, hút hai thằng luôn rồi. Có thể nói rồi, cái gì liên quan tới hôn mê, tới giác, liên quan tới thần kinh trung ương là phải gì? Là liên quan tới thêm một chút thứ ba là không, và đương nhiên cái mà có nicotine vô là phải có ba, có atropin, nhớ nha. Thì mình sẽ nhớ những thuốc như thế rồi, các bạn tìm liền món gì thì cũng thể phải cái đại rồi. Atropin nhớ nha, cái đó bị kỹ, tại vì sao cái lúc mà đọc bài nó có thể đồ có hiểu được cho nên được chưa? Trời mới học gì đó là tại vì lúc mà mình chưa học này mà bác sĩ nào mà chưa có được được học bài này nè, cứ lập ra cái còn đó không biết được ghi lần sao? Tại vì khó hiểu cũng không. Nha, còn cái cách ghi lần nhiều này cũng không nhận thì cứ lúc nhận thì có gặp nhau cũng biết được ghi nha. Mà đọc rối là không được cho tự luôn, không thì điều chỉnh này luôn. Xong chưa? Xong nha. Nắm không? Hiểu không? Cho nên nhớ là cơ chế sẽ dễ dễ hiểu không? Là mình không nhớ cơ chế nha. Có dòng cảm và dòng cảm hai cái tính hai cách là các dụng gì thôi.